Nó là một cái lý luận, một cái bài lý luận về đức tự tánh mà mượn cái lịch sử của Đức Phật để nhắc nhở chúng ta. Còn theo cái đề, cái dàn bài mà thầy cho các thầy nhớ kỹ, cho nên mình làm cái đức tự tâm đó nó thực hiện ngay cái cuộc sống của mình hàng ngày, cho nên nó có những cái tiêu chuẩn mà mình cần phải ghi chép nhớ cho kỹ, chứ không khéo mình sẽ mình nói nhiều nhưng mà rồi nó không xoáy vào cái mục đích để cho mình dùng cái đức tự tâm đó để mình xả tất cả những ác pháp ở xung quanh mình. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy đây là một cái bài luận rất hay, nhưng mà phải nhớ những cái câu chuyện lịch sử, những cái nhớ, những cái đọc rất nhiều sách giáo mà nói về cái tự tâm. Nhưng bây giờ mình lại làm những cái bài của mình là áp dụng xoáy vào ngay vào cái tự tâm, thì mình ngay khi mình giới thiệu đức tự tâm mình, nó có mấy cái đề mục, nó mới có mấy cái đề mục của tự tâm. Cái đề mục thứ nhất mình giới thiệu nó rồi, cái đề mục thứ nhất mình nói về cái tự tâm đối với mình, cái lòng thương yêu đó. Nó chờ chút xíu nha, một chút giảm một chút. Con cho mở uống nước đi đi. Thì mình nhớ cái điều mục đầu tiên á, là cái lòng thương yêu á, mình phải thương yêu với cái tâm từ là tứ vô lượng tâm á, là cái lòng từ đó, cái lòng thương yêu đó phải đối với mình. Mình làm sao cho mình tất cả mọi cái đừng có khổ, nghĩa là nó có một cái gì đó thì mình khởi, mình phải thương mình. Thương mình bằng cách nào đây? Tức là một tư duy, một suy nghĩ bình giản và cái lòng thương đối với mình. Cho nên đó là đức từ tâm đối với bản thân mình. Rồi cái đề mục thứ hai để mình diễn tả đó, đức từ tâm đối với người khác, nghĩa là cái lòng thương yêu của mình làm sao cho người khác đừng có khổ. Người ta chửi mắng mình, người ta làm mình thức khổ, người ta nói thế này thế ra, hoặc là người ta làm đủ cách cho mình khổ, thì mình tư duy suy nghĩ để mình viết cái lòng từ như thế nào để mà hóa giải, để cho mình đừng có tức giận, mình làm khổ người khác, mình tránh những cái hành động như thế nào để mình không có làm khổ. Nhưng không phải lý luận suốt mà phải nêu từng cái mẫu chuyện, có cái mẫu chuyện nào đó mình đưa ra mình nêu để nó có cái hành động cụ thể. Còn nếu mà không có cái mẫu chuyện nó khô bằng cái lý luận nó khô, còn có mẫu chuyện nó làm tươi nhuận ở trên cái bài viết của mình. Ví dụ như một cái mẫu chuyện người ta lắng nghe cái mẫu chuyện, người ta thấy nó cởi mở, rồi tới chừng mình luận ở trên cái mẫu chuyện đó ra, thì đó là cái đức từ tâm của mình đối với người. Đối với mình cũng vậy, nó phải có những cái mẫu chuyện nó đang đau khổ cái gì đó, thì hồi đó nó có sự kiện dạng nào xảy ra cho mình đang buồn khổ đó, thì lúc bây giờ đó mình thực hiện cái lòng từ tâm đó đối với mình để hóa giải cái nỗi khổ mà mình đang ôm ấp trong mình. Thì nó ở trong cuộc đời mình nó có nhiều sự việc, và nhiều khi mình thấy những cái sự việc ở ngoài đời, nếu đối với mình mà cái sự việc như vậy đó, mình sẽ dùng cái từ tâm mình sẽ đối với mình sẽ làm cho mình không còn khổ nữa. Mấy con lưu ý những cái điều đó, mấy con viết thành cái bài đạo đức rất hay, đạo đức với mình đó. Rồi kế nó đạo đức với những người, rồi đức từ tâm với người, rồi đức từ tâm với loài động vật. Đức từ tâm với loài động vật thì các con nghe một cái con nhái, con ấy bị rắn rồi cắn, nó thấy tội nghiệp quá, đó là bi tâm rồi đó. Phải làm sao bây giờ ngồi đây để mà nghe nó, hoặc là bây giờ mình đang tu có mình bỏ, thì như vậy mình thiếu đức từ đức bi tâm đúng. Cho nên mình phải mau mau, mình thiếu, mình không đặt con rắn nhưng mà mình làm cho con rắn nó sợ, nó bỏ cái con rắn đó. Mình thể hiện cái lòng thương yêu của mình, đức từ bi tâm. Đó là một đối với loài động vật. Rồi đối với đức từ tâm đối với loài thảo mộc, cây cỏ, đó là mình nói cái sự thương yêu của mình để rồi mình thực hiện. Bởi vì khi mình nói được, mình thực hiện theo cái lý luận của mình, thì mình thấy cây cỏ mọi vật nó xung quanh mình, nó gần gũi với mình, nó như là anh em ruột thịt trong một nhà đó, nó thực tế, nó cụ thể. Rồi đức từ tâm với thiên nhiên, từ mưa gió lũ lụt, thời tiết nắng lạnh, tức là mình đối với thiên nhiên mà những cái trạng thái đó mình đều phải có từ tâm thương yêu. Mình nói sao mà nổi, thì cái lý luận của mình và cái sống của mình, thì đó là mình nói lên cái tâm từ của mình, cái đức từ của mình, đó là đối với thiên nhiên. Rồi cái mục đích tới cuối cùng đó, thì mình kết luận cái mục đích của tâm từ để làm gì, mình giải thích cái mục đích. Đó là những cái mục
của chúng ta. Và đồng thời cái đức bi tâm cũng vậy mấy con, nó có nhiều cái mẫu chuyện để mình thực hiện, để mình triển khai cái tri kiến hiểu biết đó để nhằm giải quyết những cái nỗi khổ mà cái pháp từ bi hỷ xả này nói là một pháp độc nhất đi đến cứu cánh giải thoát. Cho nên chúng ta nói chúng ta phải có cái hiểu biết, khi mà nói cái từ tâm đó nó sẽ ly cái dục gì, cái tham, cái sân, cái si gì ở trên đó, mình nói cụ thể ra này để cho biết ly tham sân si gì. Cái đức từ tâm đó đang ly cái sân, đức từ tâm đó đang ly cái sinh cái tham, đức từ tâm đó đang ly cái sinh, đó là đức từ tâm. Thì mình viết nó rõ ràng, không nó ly tham ly, gọi là ly dục cái ác pháp. Cho nên vì vậy mà mình tu một cái tâm từ hoặc tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đều là mỗi tâm đó nó đều ly dục cái ác pháp. Và khi ly dục cái ác pháp thì nó sẽ có được gì? Nó sẽ có bảy giác kiên, bảy năng lực của giác kiên. Cho nên do đức từ tâm mà chúng ta sẽ thực, sẽ có cái sự lợi ích rất lớn là có bảy năng lực giác kiến. Do đức từ tâm mà chúng ta có tướng thần tốt, do đức từ tâm mà chúng ta nhập bốn thiền và thực hiện tâm. Cái lợi ích của đức từ tâm, bởi vì nó là pháp độc nhất, cho nên nó đủ bài bản để chúng ta đến khi mà làm chủ sinh sinh già bệnh chết. Nó thì ra ngoài thấy cái lợi ích lớn. Thì như vậy cái đức từ tâm mình diễn tả như vậy và đồng thời nó đối trị được những ác pháp, nó ly được những dục của mình. Do đó mình ti từng phần. Vô đầu thì mấy con giới thiệu đức từ tâm. Đức từ tâm thì nó gồm có từ tâm đối với mình, từ tâm đối với người, từ tâm đối với loài động vật, từ tâm đối với loài thọ mật, từ tâm đối với thời, đối với thiên nhiên. À, thấy không? Còn kết luận là mục đích của từ tâm đem đến cái hạnh phúc rất lớn, rất lợi ích lớn. Bởi vì cái mục đích của nó sẽ thực hiện đến tâm mình mà. Các bạn thấy không? Thế nên mình phải nói cái lợi ích nó một loại hoạt nó đi đến cái cứu cánh cuối cùng của nó chứ. Nó có cơ thiền định gì đâu. Nó thực hiện đến tâm từ nó thôi, mà cuối cùng nó đạt được những thiền định. Bởi vì từ bi cái tâm từ chúng ta ly dục lao pháp thì thanh tịnh, nó bất động tâm. Nó bất động tâm thì nó có tứ thần tốt. Nó có tứ thần tốt thì nó mới nhập bốn thiền. Bởi vì nó có định nhiên tốt, muốn nhập điểm nào nó sẽ nhập, bởi vì nó thanh tịnh rồi. Mà nó nhập định nào cũng được hết thì tức là nó sẽ thực hiện tâm thôi. Nó chỉ có một cái pháp chúng ta tu độc nhất là tâm từ. Mà giờ chúng ta diễn tả chúng ta nói không được nó thì làm sao chúng ta tu được? Mình không hiểu hết những đức từ tâm thì đó. Cho nên nó từng nhóm, cái nhóm mà từ tâm nó đối với mình, nhóm từ tâm nó đối với những người khác, nhóm từ tâm nó đối với loài động vật, nhóm từ tâm nó đối với loài thảo mộc, và nhóm từ tâm nó đối với thiên nhiên. Ta có thấy cái đề tài của chúng ta nó rộng, chứ chúng ta gom nó vào từng cái điều một hết, từng cái đề tài hết chúng ta nói, nó không có bao giờ lạc chỗ nào được hết, phải không? Và đồng thời có những mẫu chuyện chúng ta đưa vào, đưa vào nó làm sống động. Nhiều khi mấy con kéo tay một chút, mấy con viết cái mẫu chuyện, nó đưa cái mẫu chuyện nó làm người ta xúc động được. Nó gây cho người ta xúc động, người ta luôn luôn người ta muốn khởi cái lòng thương yêu, cái lòng từ đó, cái lòng thương yêu cao thượng đó. Nó hay là cái chỗ mấy con khéo léo mà đưa những cái mẫu chuyện, nó làm người ta xúc động, người ta thấy cái lòng từ quá tuyệt vời, cái lòng thương yêu đó khéo léo. Thì thầy nghĩ rằng mấy con cũng vừa là triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình, cũng vừa là những cái chuyện nó vừa rồi mấy con nghe cái bài luận của Viên Thanh, nó luận tất cả những cái điều kiện khởi sự tâm từ, nhưng mà cái này nó cũng có trong lịch sử, cũng có trong lịch sử nó nói, nhưng nó chưa có xoáy mạnh vào, nó chưa đi vào chi tiết, qua vào chi tiết nhiều. Chứ cái này mà nó đưa ra những mẫu chuyện sự được sự hướng dẫn của thầy, nó đưa vào những mẫu chuyện, nó sẽ cái lý luận cũng như nó sẽ lý luận, và nó đưa vào những mẫu chuyện thực, nó lý luận cái tâm từ nó có khả năng. Rồi bắt đầu đó mình lý luận được, mình thông suốt rồi, bắt đầu áp dụng vô đời sống mình. Chừng đó thì mình có duy nhất có tâm từ, biết thương cho biết với ai, đời sống mình cao rồi, cao thượng lắm, rất là cao. Cho nên phải cho cái bài mà tứ vô lượng tâm này mà con làm xong rồi, bắt đầu áp dụng vô thực hành thì mấy con sẽ thấy tuyệt vời. Nghĩa là chúng ta trở thành những con người đức hạnh, luôn luôn sống con làm của mình không làm. Không, bây giờ các con hiểu được cái dàn bài để mà chúng ta tiến tới những cái đề tài mà chúng ta sắp sửa chúng ta kết thúc của cái niệm vô lậu, để rồi chúng ta bước qua một cái giai đoạn thực hành. Giai đoạn thực hành là thầy đưa ra những cái đề tài, và đồng thời lúc bây giờ kiểm điểm lại trên tứ niệm xứ của mấy con, áp dụng vừa lý luận để mà áp dụng vào một cái đề mục cũng như nhất bàn, nhưng mà vừa những cái thời gian mà không có suy luận để mấy con quan sát lại tứ niệm xứ, để từng cái niệm đó mà xả,
Là khi mà mấy con có một cái niệm đó, mà mấy con xả như vậy đó, mấy con ghi lại cho thầy, có cái niệm mấy con khởi trong đầu, mấy con tu từng niệm đó, chứ không phải là ngồi mà tu một thời mà 30 phút mà bao nhiêu niệm rồi nó quá sơ sơ đó, rồi đi đâu không phải đâu. Bây giờ tới khi mà thầy dạy rồi mấy con à, bây giờ mấy con ngồi tu tứ niệm xứ ha, giữ tâm thanh thản là cái sự này, đừng quan sát bốn chỗ này, thấy không? Bây giờ có một cái niệm khởi ra, thấy mấy con đặt cái bút ghi cái niệm đó làm cái đề tài quán cho thầy, viết thành cái bài. Chừng nào mà thành cái bài này xong rồi thầy đọc thì chẳng là được rồi, cái bài này sẽ xả được không? Còn chưa được thầy bắt làm lại được. Xả từng cái tâm niệm mà từng cái quán của chúng ta, quán từng cái niệm đó, thầy hướng dẫn cho mấy con một thời gian sau mấy con quét sạch tâm mấy con bằng cái thực hành thật sự, chứ không phải là để cho mấy con tự quán hơi lười biếng rồi mấy con thôi đủ rồi, thôi mấy nó không có niệm nữa, thôi bây giờ đi tới chỗ nào ngồi yên chút rồi làm biếng đó. Bây giờ thầy nói mấy con là biếng, quán có càng cạn thì thôi được rồi, nó đi rồi bây giờ nó không có nghĩ nữa, nhưng mà lát nữa nó cào trở lại. Còn đây có thành ra một cái bài đạo đức thật sự để nhắc nhở cho con, mà thấm nhuần được cái tri kiến của con ngay cái đề tài khi mà tự tâm con rồi. Thấy bây giờ nó bắt đầu tới thực hành, nghĩa là tới thực hành mấy con áp dụng toàn việc để xả tâm. Khi nó con xả mới rồi tâm con thanh tịnh, tức là tứ niệm xứ sung mãn, thì nó có đủ quả năng lực giác đó. Thì thầy nói như mấy con trên con đường tu là phải áp dụng thực tế cụ thể do sự hướng dẫn của thầy, không thể nào khai thác được, miễn là mấy con cố gắng thực hành đúng lời thầy dạy thì thầy sẽ dẫn dắt mấy con đi tới nơi tới chốn, mấy con sẽ làm chủ sinh tử luân hồi. Ở đây nếu mà thật sự ra nó thật sự ra mà hướng dẫn như vậy thì không có thể, không có cái người nào mà siêng năng mà cái người đó nói là tôi không làm chủ bốn chỗ sinh già bị chết, người nào cũng làm chủ được, chứ không phải là tôi sống có cái đời sống đạo đức bằng cái tri kiến giải thoát, nghĩa là cái giai đoạn đầu mình là tri kiến giải thoát, nhưng mình áp dụng vào trong cái thời gian mà thực hành áp dụng vào tứ niệm xứ rồi thì mấy con sẽ thấy nó lợi lạc khác lớn, nó sẽ thanh tịnh hoàn toàn thân tâm. Hằng ngày mấy con có làm gì đó, lúc bây giờ đó là mấy con độc cư 100% đó, con đi tới đi lui đó. Nghĩa là mấy con lúc bây giờ mà áp dụng vô rồi mà con đi tới đi lui là mấy con quân vô thì không chấp nhận cho mấy con. Nghĩa là cái lớp này cái đào tạo cho tới nơi thà là một người chứ không, để đi tới đi lui tu hoài người ta nói là cái thầy mở lớp mà không thấy người nào chứng quả là nó mang tiếng thầy chứ. Cũng như mười mấy năm, hai mươi mấy năm rồi mọi người về đây tìm ra một cái người mà chứng quả là chưa tìm thấy được, mà bây giờ mở cái lớp này đào tạo cho mấy con trong một thời gian mấy con cũng đi tới đi lui như vậy thì giờ hai mấy năm cũng chưa chắc được, buộc là mấy con phải sống ở đây chết ở đây hoàn toàn phải khác. Khi mà áp dụng vào tứ niệm xứ rồi thì bảy ngày bảy tháng bảy năm phải đạt được. Mấy con thấy giờ thầy triển khai cho mấy con đủ thứ hết rồi đó, nó áp dụng vô tứ niệm xứ rồi thì nó nói bảy ngày bảy tháng bảy năm là cái Đức Phật đã xác định cái thời gian đó là quá bảy năm, chứ vị thần đó đã biết được qua một cái hướng dẫn của thầy mà trải qua cái thời gian mấy con mất bao nhiêu thôi. Do đó mấy con biết được cách thức tu tập rồi thì khi áp dụng vào cái thời gian thì đâu có tới bảy năm, cao lắm là một năm bảy tháng là hết sức rồi. Như là áp dụng hàng ngày từng tâm niệm đều là kỹ lưỡng như vậy, chứ con biết nó quá giảm ghê gớm nó chưa đâu phải đấy. Chứ nào phải là tu sư sơ tu thật tu. À, bây giờ thầy xin trả lời thêm cái chỗ này. À, Minh Nhân hỏi thầy, bạch thầy có thể nói lên câu chuyện lòng từ của người mẹ đối với con cái không thưa thầy? Có chứ, mình đưa cái mẫu chuyện đó đây. Được chứ đâu phải không? Nhưng mà nó thực hiện được cái lòng từ, nhưng mà coi chừng cái lòng thương con mình mà không thương con người khác thì nó không đúng. Con có nhớ không? Nhưng mà cái hành động thương con mình á, nó giống như là cái lòng từ thương mọi người như vậy. À, kính bạch thầy, à, con xin thưa, chúng con tu tâm thanh thản an lạc vô sự, à, có còn tu tứ thánh định nữa hay không? À, con có cần gì tu tứ nữa, tứ thánh định? Con tu thanh thản an lạc vô sự tức là tứ niệm xứ, mà khi tứ niệm xứ nó sung mãn rồi thì con có tứ thần túc. Tứ thần túc nó hiện ở trên tứ niệm xứ, tức là cái thần lực của con nó có bốn cái thần lực nó hiện ra. Thì lúc bây giờ con muốn nhập bốn thiền, con chỉ ra lệnh là con sẽ nhập bốn thiền tứ thánh định, con đâu có tạo. Cho nên Đức Phật nói tâm nhu nhiếm dễ sử dụng, tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng, thì nhập bốn thiền định nó rất dễ dàng, đâu còn khó khăn. Con hiểu không? Cho nên vì vậy con đâu có cần tu phải tứ thánh định nữa, chỉ có thực hiện mà thôi.
chỉ có thực nghiệm. Lúc bây giờ con đừng lo, con mà tu được mà tâm thanh đạt an lạc như sự, tức là chân lý, con đã đạt được chân lý rồi, thì lúc bây giờ thầy chỉ dạy cho con cách sử dụng, con vào xác định và con thực nghiệm tâm ơn. Chừng đó con sẽ trở thành một ông già mà 80 tuổi chứng quả A-la-hán, chứ không có gì đâu mà sợ. Chỉ hiểu bây giờ lo tu, lo tu thân thanh, tâm thanh thản an lạc vô sự thôi. Còn cái tứ thánh định nó bỏ đi, đừng có tính nó, để đó thầy, thầy giải quyết cho nó đó cho. Tu đến khi nào thì cư sĩ chúng con cạo bỏ râu tóc, chừng mà thầy gọi con Thiện Lai Tỳ Kheo thì tóc râu con nó rớt hết thì dừng nó được. Con cứ lo tu đi chứ đừng có lo cái chuyện mà tóc râu. Khỏi lo đi. Nghĩa là trần cấu ở trong tâm của con nó ly dục đem phá hết đó, thì tóc râu ngay đó. Giờ con nó muốn mọc nó cũng không thèm mọc nó đâu, nó cũng đụng hết đi. Yên tâm đi, chừng đó để thầy lo cho cái chuyện tóc râu nó không rớt đó, thầy xuất dao thầy cầm sạch hết, thầy cho đắp y vô hết, chứ thầy đâu có để cho mấy con còn mặc cái áo đời đó đâu. Nhớ kỹ, thầy không biết để đâu. Là một tu sĩ giải thoát phải có một cái gương hành, có một cái hình tướng của một người tu giải thoát, nhưng cũng tùy duyên. Cái duyên của con là một người tu sĩ thì tới đó thì con sẽ thành tu sĩ, nhưng cái duyên của con là một người cư sĩ để độ chúng sanh thì con cũng vẫn mặc chiếc áo cư sĩ, nhưng tâm của con là tâm A La Hán, nó khác. À, con hỏi thầy, nhân dịp Tết đến, mấy đứa con của con từ xa đều tụ họp về ăn Tết, con cần bàn với chúng vài chuyện quan trọng, dạy con cái, dạy con cuối, mong thầy thông cảm chấp nhận theo sự yêu cầu này, con xin đội ơn thầy. Được rồi, con trong cái dịp Tết này thầy cho phép, nhưng mà cái chừng mà tu tập mà tới rút áo thì giờ có Tết cũng bỏ luôn. Con cái làm gì làm, còn năm nay thì được chứ chưa sao, bởi vì con còn đang học định vô lậu, được không có sao hết. Kính thưa thầy, về vấn đề đóng góp cho khu an dưỡng phước thiện, cách thức đóng ra sao, mong thầy chỉ rõ. Đóng hàng tháng hay là thời gian 3 tháng 6 tháng một lần, nếu nhà xa có thể gửi theo đường bưu điện được chăng, rất mong thầy cho biết. Về vấn đề mà từ thiện, khi nào mà con thấy thầy đã mở cái trung tâm an dưỡng từ thiện thì nó có một cái tài khoản để làm việc từ thiện đó, thì hiện giờ trong gia đình con có những đứa con hoặc là những anh em á, thì mình họp lại mình thành lập cái hội từ thiện ngay bây giờ. Hàng ngày thì con có thể hoặc là hàng tháng mỗi người chỉ bỏ một đồng hay là một trăm đồng gì ở trong cái hộp từ thiện, để sau khi mà cái trung tâm an dưỡng từ thiện ra đời thì con sẽ gửi cái vào cái đó, rồi lần lượt từng 6 tháng một năm, nghĩa là mỗi người lần dành dụm chút thôi, nhưng mà 6 tháng một năm thì nó trở thành nhiều, thì con gửi vào cái tài khoản đó để cho cái trung tâm an dưỡng làm việc từ thiện đối với những người bất hạnh trong xã hội. Thì thầy rất cảm ơn mấy con. Cho nên về cái vấn đề đó sau này thầy sẽ hướng dẫn cách tổ chức, cách tổ chức. Trong tâm thư chính thầy có nói về cái vấn đề sơ sơ, vấn đề tổ chức các cái hội từ thiện ở trong gia đình. Để rồi sau khi có giấy tờ ra, còn bây giờ chưa có giấy tờ, nếu mà không chừng thầy xin phép về mở cái trung tâm an dưỡng từ thiện chân lạc nó không được, nghĩa là không có giấy tờ thì coi như là thầy không làm, không mở ra. Thì lúc bây giờ trong gia đình mấy con có cái hội từ thiện gia đình mấy con góp nhau được á, thì nó còn biết bao nhiêu cái chuyện mà bất hạnh trong xã hội mấy con có thể dành dùng cho những người xã hội cũng được. Nếu mà cái hội từ thiện không ra đời, cái tài khoản không có, thì mấy con cũng có thể làm việc từ thiện được. Hay hoặc là trong gia đình mình anh chị em nào nghèo này kia thì hội gia đình mình là mình giúp đỡ cho những người đó cũng không sao, không hiểu không? Bây giờ thì chuẩn bị cho một cái trung tâm an dưỡng từ thiện trên làng để mình có sự đóng góp trong đó, thì các con sẽ thành lập cái hội từ thiện nhỏ nhỏ trong cái gia đình của mình thôi. Sau khi nó có giấy tờ được, thầy sẽ viết một bức tâm thư. Thay vì bức tâm thư thứ 9 thầy có nói sơ rồi, nhưng mà tới bức tâm thư thứ 10 là lúc bây giờ đã có giấy tờ, nghĩa là nắm trong tay giấy tờ được nhà nước cho phép rồi, thì thầy sẽ báo cáo cho mấy con biết và cái số tài khoản của cái trung tâm an dưỡng từ thiện đó như thế nào, thì sẽ cho mấy con biết hết. Nghĩa là tất cả cái bức thư, tâm thư đó thầy sẽ gửi cho Phật tử, cho các chùa, tất cả mọi nơi đều biết hết. Nghĩa là người nào có lòng
mà góp cái sức góp công vào cái việc từ thiện. Thầy không bảo mấy con ngay từ liền đó mà mấy con bỏ tiền vào đâu, mà mấy con sẽ nhìn cái trung tâm anh dưỡng từ thiện đó có làm việc từ thiện đúng hay không. Cái điều đó là điều quan trọng để cho mấy con gửi cái giọt mồ hôi nước mắt của mấy con vào đó để an ủi được sự bất hạnh của xã hội thì mấy con sẽ ở. Còn chưa được, chưa đúng cái lòng từ thiện thì mấy con đừng gửi. Thầy bảo trước cho mấy con biết, khi mà thầy viết bức tâm thư thứ 10 thầy sẽ nói rõ tất cả nè. Khi mấy con gửi gắm giọt mồ hôi nước mắt của mấy con, của gia đình mấy con vào làm việc từ thiện là phải làm đúng, chứ nếu mà làm sai thì nhất định là thầy không cho làm. Đó là cái sự thật. Cho nên ở đây nó có cái sự làm việc của những người quyết tâm làm tốt, an ủi cho những người bất hạnh trong xã hội thì lúc bây giờ thầy mới cho mở. Chứ còn nếu mà những người mà còn cái tâm tham sân si rồi mà vô làm thì tiền bạc, vấn đề tiền bạc nó bị mang tiếng lắm, không dễ gì. Cho nên ở đây thì sẽ làm cái điều này với một cái số người. Ví dụ như bây giờ lớp của chúng ta này, các con ly dục đấy mất là hết tham si rồi, thì trong khi mấy con đứng lớp mà mấy con còn lãnh trách nhiệm để mấy con điều khiển một cái phần gì ở trong đó quan trọng của cái trung tâm anh dưỡng từ thiện chứ không phải là không đâu. Các con nhớ trong vấn đề này là cái vấn đề lợi ích cho xã hội và lợi ích cho những người bất hạnh trong xã hội nhiều lắm. Bởi vì nhìn trước mắt của thầy người ta khổ quá, mà cũng từ đó để mà chúng ta hướng dẫn họ sống có đạo đức, sống có đạo đức nhân bản. Nếu không có cái điều kiện như vậy khó mà hướng dẫn cho người ta sống có đạo đức, nó khó. Cho nên đó là một cái điều kiện mà mấy con đóng góp từng giọt mồ hôi của mấy con dưới công sức của thầy để xây dựng cái nền đạo đức nhân bản, nhân bản cho loài người. Nó là một cái thí nghiệm cho thế giới chứ không phải là một cái thường. Cái trung tâm ăn dưỡng nó là một cái thí nghiệm đạo đức thật sự cho cả thế giới, cho cả loài người trên hành tinh. Nơi đó để cho mọi người người ta sẽ bắt chước, mà nếu chúng ta làm xấu thì không thể ai bắt chước. Cho nên ở đây thì nói nếu không làm thôi, mà làm thì làm phải cho thật tốt, làm cho thật sự với cái lòng thương yêu chúng ta thật sự mà thầy đã dạy mấy con cái tâm từ đó, chúng ta thực hiện lòng từ chúng ta ở chỗ đó, hiểu chưa? Cho nên cái vấn đề này để thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con lần lượt, thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con thành lập cái hội từ thiện ở trong gia đình của mấy con, anh em con cháu chúng ta. Hội là một đứa bé đi học thôi, với một cái một buổi sáng nó dành nó ăn cái nấm sôi thôi. Nó bữa sáng đó nó không ăn, nó để cái đồng bạc đó nó gửi vào cái hội từ thiện của gia đình, của gia đình nó, thì cái lòng của một đứa bé nó đáng ca ngợi. Và những như gương hạnh đó thầy sẽ ca ngợi rất lớn. Thầy nói một đứa bé sáng ba cho 5 đồng hay 10 đồng hay 100 để đi mua cái gối soi ăn thôi, nhưng mà vì cái lòng từ thiện nó bỏ vào để giữ, thì hướng dẫn sao cho các con của mình ở trong gia đình nó có những hành động từ thiện như vậy. Và cái miếng ăn của nó buổi sáng để lót lòng nói lên được cái lòng thương yêu những người bất hạnh đang khổ đau rất lớn. Nó đóng góp từng đứa bé nhỏ. Ở đây cái hội từ thiện của thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con thành lập cái hội từ thiện với một cái lòng thương yêu thật sự, với tâm từ thật sự đó. Thầy hướng dẫn từng chút mà mấy con, chứ không để mấy con tự mà xây dựng đại đâu. Mỗi gia đình thầy sẽ gửi từng bức thơ đó, thầy sẽ nói từng cái gia đình, từng một cháu bé, từng một cái người trong gia đình. Mỗi ngày chúng ta đi chợ để mà chúng ta nội trợ, chúng ta bỏ một cái số tiền ít thôi dành lại, chúng ta cả gia đình chúng ta nhịn ăn một chút xíu thôi, chúng ta sẽ bỏ vào đó để làm cái việc từ thiện đóng góp cho một sự bất hạnh của xã hội. Thầy sẽ nói với con sẽ mọi người sẽ đọc bức thơ đây xúc động, và từ đó người ta vui vẻ người ta làm. Nhưng chúng ta sẽ quan sát cái hành động của những người làm này, chứ không phải chúng ta mù mắt để mà nhắm mắt đó, đưa mồ hôi nước mắt của mình để cho người ta tự xài, người ta hưởng thụ trong đó thì không được. Đối với thầy thì cái hoàn toàn những điều đó không được. Cho nên thầy làm một cái việc gì thì thầy rất cân nhắc kỹ lưỡng. Cho nên các con thấy từ bức thơ tâm thư này nó lần đi đến bức tâm thư khác từ từ. Đến đây bây giờ thì các con sẽ nghĩ hết rồi, thầy sẽ trả lời hết. Bây giờ lo về cái phần các con tu tập, thầy sẽ vào không? Có thích còn phải không? Bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm không? Hỏi được rồi thầy sẽ vào. Tôi học rồi này, khi mà còn quán vô lộ về những tâm tự mà như giờ đối với mình, thì có những cái góc độ nào để quán sát?
bây giờ thì con chưa có học cái bài tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, xả gì vô lượng đó. Thì thầy đã nêu ra, bây giờ mấy con mới triển khai cái tri kiến hiểu gốc đó ra. Đặng thầy mới coi cái bài của con, cái con viết nó đúng như thế nào, không đúng thì thầy chỉnh lại cho mấy con làm cho đúng đó, để mình thực hiện đời sống từ từ tâm mà. Chứ còn bây giờ chưa hiểu, con nói tu tu định vô lậu, vô tâm từ con thì chưa đâu, cái từ con chưa sâu đâu, nó còn cạn, nó khoan ra cái vấn đề này. À, đối với mình bây giờ những bệnh con nè, đó là con phải đối với đồng từ như thế nào để cho nó đừng có bệnh. À, bây giờ thứ nhất là bệnh mình phải quán nó là nhân quả là nghiệp. Thì đem một cái ví dụ như con đồng từ đối với mình bây giờ nó đau nhất thế này, mà cứ nằm chịu đau nhất sao? Như vậy là mình không có đồng từ nữa. Nó đang khổ mà, phải không? À, do đó bây giờ mình muốn làm từ đối với nó thì mình làm sao đây? Tức là mình phải suy nghĩ như thế nào? Nhân quả thì mình trả. Bởi vì mình có gieo cái nhân nào đó, bây giờ mình không mang cái thân mình, cho nên tâm con không dao động, không sợ hãi trước bệnh đau. Đó là cái con đã làm từ với nó rồi đó. Cái suy nghĩ đó là làm từ. Thì con biết cái đó làm từ đối với con. Bây giờ nó an ổn, không sợ. Vậy thì bây giờ những cái lời mà thầy dạy cho Phật dạy để nhiếp phục được tham ưu ở trên thân của nó. Thì bây giờ pháp của Phật như vậy, Đức Phật an tịnh thân hành, tôi biết tôi hết vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Vậy thì muốn cho cái thân mình được an ổn như vậy thì mình phải tu tập, phải siêng năng, phải cần mẫn hàng ngày, phải như thế nào, hoặc là thầy dạy đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô, hoặc là thầy dạy pháp thân hành niệm. Tin tưởng, bây giờ chỉ còn có pháp Phật nó cứu mình thôi, không còn cái gì nữa, để nhiếp phục được những tham ưu ở trên thân của mình rồi. Phật dạy cái tướng mình, cho nên vì vậy mình dùng cái chánh niệm, tức là cái hành động thân của mình để mình đủ trị những cái này, tức là con thực hiện lòng từ của con đối với con. Con hiểu chỗ đó chưa? Chứ mình đừng nói tự mình có người hết dính vô cũng được, mà tự có mình ha. Bây giờ tại sao mà mình đi sớm sát mình đá một cái cục đá nó làm cho mình đau chứ? Đau như vậy rõ ràng là cái sự lật đật này, cái sự dồi dàng này nó làm cho mình phải cân nhắc từ đây về sao làm cho mình đau. Vậy thì mình có lòng từ với mình, phải có hành động nào đây để mà nó vậy từ đây về sao phải cẩn thận đi chậm chậm, chạp nhìn trước nhìn sau, không được vội vàng, dù là cái tất cả những cái chuyện gì thì cũng không được vội vàng, bị có những trường hợp xảy ra cho mình làm cho mình đau khổ. Vậy mình thương mình thì mình phải làm sao cẩn thận, mà cẩn thận đi đúng, tỉnh táo hẳn hoài, từng bước đi chú ý kỹ hẳn hoài đàng hoàng, không để mình đạp gai đạp những chai hoặc là đá cục đá. Đó là lòng từ của mình. Nó có nói những cái này đều là có diễn tả được lòng từ con đối với con đó. Thôi hiểu không? Biết bao nhiêu chuyện mà con phải nói lòng từ đối với con. Giả dụ con đặt cái vấn đề đó, hôm đó tôi đang đi dội dàng cái gì đó từ chuyển ngơ lập đặt chạy ra để đem mấy cái y áo vào để ướt, thì lật đật quá chạy đá cục đá làm cho sức cái móng chân chảy máu ra, đau đớn quá trời đó. Bây giờ lấy cái câu chuyện đó để mình nhắc lòng từ chứ đi. Con thấy mình không có nói gì dính dáng ai đâu, mà có người khác chọc mình làm cho mình tức giận là khác rồi đó. Thấy không? Bây giờ nó tới hai phần, khi mà có người khác chửi mình thì cái lòng từ đầu tiên là làm cho tâm mình đừng có giận đối với tâm tâm của mình. Và lòng từ thứ hai để đối với cái người khác là mình không được nói nặng, mà mình phải thương yêu cái người chửi mình bằng cái sự tư duy như thế nào để mình thương cái người chửi mình. Đó là lòng từ đối với người. Nhưng mà trước tiên mà đối với người thì nó phải đối với mình trước. Mình không giận, người ta chửi mình, người ta đánh mình nhưng mà không tức. Bây giờ mình không tức, tức là mình phải có cái lòng từ với mình. Bởi vì tới cái giai đoạn 2 thì nó có phải có đối tượng. Nó cho nên những cái tu tập của chúng ta phải thấy đối với mình thì những cái đối tượng sớm sát không cẩn thận nó xảy ra cho mình. Tôi lật đật tôi lãnh lễ thầy, tôi gặp cái đầu tôi xuống mà tôi quên coi con sông ngứa. Trời đó ơi, nó đừng cái tán tôi bây giờ nó ngứa nó tinh lên. Các con hiểu không? Đó là cái thiếu cẩn thận. Cho nên mình cân nhắc, mình thương mình phải cẩn thận để không nó xảy ra đến sự đau khổ. Đó là lòng từ. Các con thấy không? Cái hành động cẩn thận tức là tỉnh thức, mà hàng ngày Đức Phật dạy mình tỉnh thức trong từng hành động đó, chánh niệm tỉnh giác đó, không? Đó là lòng từ của mày ở chỗ đó đó. Hồi nào bây giờ cứ nghe nói chánh niệm tỉnh giác thôi, nhưng mà không ngờ đó là cái lòng từ. Nếu mà thiếu tỉnh giác qua giờ người ta chửi nó giận liền đó, có phải không mấy con?
áp dụng vào cái chỗ này, mấy con thấy lần lượt những cái bài tu tập của mình thực hiện qua lòng từ của mấy con hết. Cho nên từ vô lượng tâm nó không có còn chỗ nào bỏ sót, cho nên nó là pháp độc nhất đi đến cứu cánh dạng thôi đó. Bây giờ thầy nói vậy lần lượt thôi, có sai chỗ nào tới đó thầy giải nữa, giải cho mấy con quán cho sâu, cho thâm sâu tất cả những cái này mấy con nhiều hiểu hết rồi, mấy con sẽ thấy cuộc sống mấy con sống trong cái lòng thương yêu chân thành, thương mình, thương người, thương mọi vật. Do cái chỗ càng thương mấy con cẩn thận, càng lúc mấy con càng tỉnh thức, cái sức tỉnh thức của mấy con, cái lòng thương yêu của mấy con không bao giờ là dỗ dàng. Mấy con tu tập tới đây rồi mấy con sẽ biết từ đó, từ thân tâm của mấy con nó nhắc mấy con, nó làm cho mấy con không phải bây giờ mấy con tập tỉnh thức, mấy con tập trung trong từng bước đi, biết bước đi đâu, mà từ đó nó tập cho mấy con tỉnh thức rất lớn, cái lòng của mấy con thật sự thương yêu rồi. Thì mấy con thấy con người của mấy con chưa dài về chánh niệm, nhưng nó có quay nghi tới hạnh trong đó, nó đẹp đẽ vô cùng lắm. Nếu mà tu đúng, học đúng từ cái pháp này, nó sẽ đem đến cái đẹp của pháp kia, rồi học cái tới cái pháp kia, nó sẽ giúp cho chúng ta chuẩn bị cho pháp khác. Nó càng ngày nó càng đi đến cái chỗ giải thoát qua. Nó không con thôi rồi, nó bây giờ còn hỏi đây vậy đâu không? Nhưng mà thầy xin thầy triển khai thêm chút nữa về từ trong đối với thiên nhiên bảo tố lực loại động đất, thì cái từ trong đó thầy xin thầy triển khai thêm chút nữa. À, con cái đó là cái phần mà con đối với thiên nhiên như lũ lụt bão tố này kia đó, thì con quan sát, con gửi cái sự từ tâm, con thương yêu tất cả những cái sự kiện xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì những cái điều ác quá, cái từ trường ác quá, nó tạo thành cái đó để mà diệt cái ác đi, để mà tạo thành cái thiện. Cho nên mình phải có cái lý luận và mình phải có đôi mắt nhìn cho con hiểu đó. Từ đó con sẽ thấy con rất thương yêu những cái trận bão, trận lụt, trận sóng thần. Nếu không có người ta còn ác gấp mấy lần. Con hiểu, đó là quy luật của nhân quả. Mình thương yêu lực, thương yêu thiên nhiên, mình từ tâm đối với thiên nhiên là từ tâm đối với cái hủy diệt của cái ác pháp, cái hành động hủy diệt của ác pháp. Nếu không có nó thì con người không bao giờ thật. Cũng như nếu mà con người mà không có khổ hạnh phúc thì không bao giờ người ta đi đâu. Có khổ mà đâu đi. À, cái tai nạn nó xảy ra thì đối với mình quán đó thôi, tại cái tai họa làm như thế này tôi khổ quá, tôi què tay về chân một chỗ, nhưng mà nhờ cái tai nạn đó tôi thấy đời khổ, cho nên bây giờ tôi mới đi. Con thấy mình thương yêu cái tai nạn. Dạ. Cái vấn đề thêm nữa là vấn đề, ví dụ như nói về cái từ trong, tôi nghe mọi người còn được từ trong quá khứ là từng nhiều kiếp là cha mẹ anh em, nhưng mà khi nói người khác của người khác thì từ giờ tôi không tin có tới kiếp trước như vậy, rồi phải tiếp tục sao? À, mình nói không có kiếp trước như vậy thì mình cứ nhìn vào nhân quả thì biết. Mình nói bây giờ không có kiếp trước như vậy, tại sao mà trái xoài nó có cái hột xoài, rồi cái hột xoài đó nó sẽ lên cây xoài, mà cây xoài nó cho bao nhiêu trái, đâu phải cho một trái đâu. Nhìn cái nhân quả, nhân quả thì con người cũng vậy, một hành động. Bây giờ nói hành động về cái nhân quả của con người, người ta vừa chửi mình tức giận mà chửi họ thì bắt đầu trong nhà họ bao nhiêu người chạy ra chửi mình, một cái nhân nó bao nhiêu quả, một cái quả nó bao nhiêu trái, rồi bao nhiêu trái nó có bao nhiêu hạt. Rồi bên đây mình hồi đó có hai người chữ, bây giờ nó xứng nhau, hai gia đình chữ nhau, rồi chữ rồi bắt đầu nó tăng lên, những cái nhân quả nó tăng lên. Nói không có sao, không có sao mà tăng lên, nó đánh lộn như vậy. Rồi bây giờ anh nằm nhà thương mà đi ngồi tù, nói không có nhân quả. Ý người ta nói cái quá khứ người ta giờ không có thấy, người ta chưa tự tin là phải. À, bây giờ về quá khứ mà nói về quá khứ thì không tin, thì bây giờ mình mới chỉ cho họ thấy bây giờ cái quá khứ không tin. Tại sao cha mẹ mình bây giờ một cái cây xoài nó mất đi, bây giờ trong cái hiện tại này mình cái xoài nó bị đốn đi, nhưng mà bao nhiêu cái xoài con nó còn chứ. Vậy nó do từ đâu mà nó có cái xoài này? Có phải cây xoài con lấy bây giờ những cái vít nó chết rồi mà nó còn có mấy cái vít con chứ, nó đâu có phải không? Rồi nó có tiếp tục nó có trái nữa, phải không? Rồi bây giờ những cái mít đó nó chết rồi, nó còn để bao nhiêu cái nữa chứ, nó đâu phải nó tiêu hết. Vậy thì mấy ông nghĩ bây giờ mình chết hết rồi, đâu có, nó còn chết. Bây giờ nó nhân quả, nó quy luật nhân quả. Con người là một vật, cũng như thảo mộc ở trong cái vũ trụ này đều là chịu quy luật của nhân quả. Không nhân thì không nhân không quả là sao có được, không có được. Đó, cho nên vậy mình cứ lấy thảo mộc một sắc mình cho họ bé. Bây giờ rõ ràng là cái thầy mẹ chết mất rồi, cũng như tôi vừa mất rồi, nhưng mà tôi nhìn thấy được cái thầy con nó đâu mất. Thì tôi vì có chết đi thì mấy người nhìn con người nó khác, nó khác, cho nên người cũng mất nó không thấy. Nhưng mà xung quanh đó bây giờ mấy đứa con tôi còn chứ đâu hết.
nó là những cái cẩn thận tử nghiệp. Còn những cái cẩn cái nhân quả mà tôi đang sống nó sinh ra, như cái này tôi hỏi bây giờ cái cây mít còn sống mà bao nhiêu cây con nó lên chứ bộ, chứ bộ nó chết rồi nó mới lên cây con sao, phải không? Rõ ràng mà nhân quả mà. Đó, thì mình lấy thảo mộc để chứng minh, chứ bây giờ mình làm sao mà lấy cái gì mà để cho nhìn nó mới kia được ở bên cái thời gian. Một đời này chết mà đi sanh ra thì họ đâu biết. Còn ví dụ mỗi người một người sanh ra có tật nguyền, một con máy có lợi gì trong quá khứ một cái gì đó, nó giờ quá khứ thì đâu biết chứ nhập giờ à, không biết thì được. Bây giờ Đức Phật đã nói như thế này nè, cũng như bây giờ cái trái đu đủ này nè, đó mình có cái cây thôi. À, có một người lấy cái cây gì đó mà, hoặc lấy cái dao gạt mất cái, nó lần này nó cũng có thật đó. Thì nó cũng có thẹo, nó lần nữa nó cũng có thật vậy. Con người mình bây giờ ví dụ như nó có cái nhân quả gì đó, cho nên vì vậy mà bây giờ mình sinh ra mình lần lặn như thế này, cái đi xe đụng gãy chân phải có thật. Trong cái hiện tại, mình nói trong cái hiện tại. Còn về cái quá, cái vị lai, bây giờ thì mình luôn luôn mình bẻ giò bẻ cẳng mình con ế con nhái rồi, rồi bây giờ tới cái tiếp sau mà để mình trả cái quả đó, thì bây giờ nó qua một cái quá khứ rồi, thì chắc chắn là mấy người đòi hỏi cái điều đó thì mấy người làm ơn giùm tôi chút, làm ơn tôi như tôi đi, như họ có tâm hơn rồi mấy người nhìn. Chứ còn bây giờ mấy người đòi hỏi cái chuyện đó thì tôi chỉ lấy thảo hoặc tôi chỉ cho mấy người thôi, chứ bây giờ tôi biết cách nào, hoặc là nói lại sao có què hoặc thật sự là cái trái cây nó tôi bây giờ nó ra cái trái vậy đó, hạt nó miếng này thì tôi cứ để nó dính đi, nó cũng lành trở lại, thì cũng như người ta nó cũng có cái thẹo đó. Nó thì nó là nhân quả, nếu mà không tôi không dạt nó thì nó đâu có cái tật đó, tôi dạt nó cho nên nó làm cái trái đó nó có thẹo, nó méo đi hoặc là nó mất cái chỗ nào đó, nó là cái tật đó. Nó là từ vì nhân quả cho mấy người thấy. Chứ còn qua một cái cách đời thì mấy người phải học như chúng tôi, phải học như Phật thì mấy người mới thấy được có cái hiểu biết đó, nó đang có ở trong mấy người đó, nhưng nó chưa có hoạt động thôi. Chứ nó hoạt động rồi nó sẽ hướng dẫn cho mấy người. Chứ bây giờ tôi nói thì mấy người hỏi thì thiệt ra với cái tri kiến của mấy người nó hạn cuộc đó. Nó hạn cuộc ở trong cái không gian và cái thời gian. Cho nên mấy người khi mà nói về cái thời gian thì quá khứ một đời, thì đời thứ hai, thứ ba, thứ tư thì mấy người không còn biết được nó đâu. Còn về không gian, nó bây giờ mấy người ngồi đây, mấy người nhìn có cái không gian như thế này, chứ nhìn đây đã tới chợ Tảng Hòa mấy người chưa thấy được. Hoặc là ngồi trong này mà cái dách như thế này rút rụng, mấy người chưa thấu suốt qua bên kia thấy bên kia được. Tức là mấy người bị không gian và thời gian nó ngăn cách rồi. Với cái hiểu biết của mấy người trong đầu bây giờ nó bị không gian và thời gian ngăn cách mấy người. Chứ có nghĩa là bây giờ mấy người không thấy hoài, mấy người nói hoài không có hết đó. Mấy người hiểu, bây giờ đây cái tường bích gồm hết. Mấy người ngồi trong nhà, mấy người nói tôi thấy cái không gian này hẹp lắm, tôi đâu có thấy. Nhưng mấy người đừng có nghĩ rằng bên ngoài nó không có. Có hỏi gì nữa không? Không? Chứ con mình luôn luôn không có cái ngày nào mà mình tới, ngày nào mình cũng đang tới hết. Có cái ngày đó thầy không có thông mà các văn không khách quá tài luôn mà. Không đâu, thầy không tiếp khách họ đâu, họ đến thì đến, họ tự họ tham dự à, cho họ tham dự cái lớp học của mình thôi, chứ thầy không có tiếp khách. Ngày nào như ngày hỏi như hôm thứ thì tôi không nghe hỏi bình thường, thứ năm như là thứ bảy. Còn từ nay về sau nó trong cái ngày học thôi, còn mấy ngày kia thì mấy con cố gắng mà tu lần lượt mà thầy kiểm tra tu đúng rồi thì mấy con cứ tu không hỏi nữa. Thứ năm với thứ bảy rồi tôi còn hỏi nha. À, coi như là lúc này thì mấy con còn hỏi có gì thắc mắc thì còn hỏi thêm đi, trên cái bài của mấy con làm đó. Hết bài nữa là hết bài rồi đó, bắt đầu mới hết hỏi rồi đó. Còn bây giờ hỏi để cho mấy con triển khai cái tri kiến của mấy con, cái vấn đề đó là quan trọng. À, sau khi mà thầy áp dụng cho vào cái sự tu rồi đó, mấy con đã nhìn được bốn chỗ thân ngõ tâm pháp cách đúng rồi đó, thì xét lại mọi người đều nhìn đúng rồi đó. Thì bắt đầu cho vô tu thì thầy mấy con không có hỏi thầy nữa, hỏi thầy là động tâm không được đó. À, lúc bây giờ nó khác rồi, nó qua một cái lớp khác rồi, cái lớp thứ hai rồi đó. Cái lớp này là lớp thứ nhất này, còn qua cái lớp thứ hai là áp dụng 6 tháng lớp thứ hai, 6 tháng lớp học, nhưng mà thầy thu ngắn cái thời gian lại đó để cấp tốc. Chứ còn nếu mà thầy cho mấy con học mà cho đúng đó, là người nào thầy cũng nâng đỡ lên là phải mấy con phải làm bài cho đúng hết, không được sai đó. Nghĩa là những cái bài nào mà thầy nói thầy thấy thay vì bây giờ mấy con làm những cái bài rồi, thầy thấy như cái bài mà nhân quả thao học thì thấy xong rồi thầy mới cho lên cái lớp khác. Chứ còn bây giờ trong cái số người ở đây có nhiều cái bài thảo học chưa làm rồi,
chưa đúng lắm em, cái trình độ đó chưa có được lên đâu, nhưng mà thầy cứ đưa lên để đặt cách, đặt cách cái người lên được cho cái lớp đó lên, còn cái lớp này ở lại một lần không lại nữa, để mà nhắm lại cho nó cái tri kiến chúng ta nó thông suốt, chứ không được lăng nhăng đâu. Để chúng ta áp dụng vô nó, áp dụng vào cái chữ tu chúng ta phải thông suốt hết để mà chúng ta quán giải nó được, chuyển động nó được. Chứ bây giờ ví dụ như tới cái thông suốt, bây giờ thầy đưa một cái đề tài cho mấy con làm, thầy nói bây giờ ái kiến sử này, thầy đưa cái đề tài cho mấy con làm, rồi mấy con không có thông suốt cái lớp chứng kiến này thì làm sao có thi tiếng mấy con làm cái bài để quán giải được, mấy con nói chung chung làm sao thầy chấp nhận, bây giờ nó làm sao nó giải thoát được, các con hiểu điều không áp dụng được. Cho nên phải nâng đỡ cái trình độ của mấy con phải lên đến cái mức nào, sau đó thì mới phân cái lớp ra. Cái trình độ thấp kém thì mấy con còn ở lại học để triển khai cái tri kiến con ra cho đầy đủ. Thế đó thì mấy con sẽ viết thành cái bộ sách đạo đức á, để triển khai cái đạo đức nhân bản. Nhân bản là thầy con hỏi thêm về cái phần tu của những thứ nó có cái gì còn giống như là những cái niệm khởi như là án xử đó, nó đem ra quán hoài nó cũng tiêu hết rồi. À, bây giờ thầy mới cho con cái đề tài ái kiến sử, rồi bắt đầu con làm cái bài, phải coi con làm có thông suốt không. Mà chưa thông suốt thì cứ làm vài chừng nào mà thông suốt thì mới chịu. Và như vậy thì cái ái kiến sử trong cái đi nó sẽ không đến nữa. Bởi vì con thông suốt rồi, còn bây giờ nó không thông suốt, ít bữa nhớ lại rồi, nó cứ nhớ nhà hoài đó, thì cứ tức là nó chưa thông suốt, tức là con chưa có quán sâu được mà chưa thấm nhuần nữa. Cái đó thì cái ái kiến sử đó. Thầy bây giờ thầy mới nói hồi nãy, thầy nói nãy ở đây là cái tật của mấy con là cái bệnh ái kiến sử nhiều lắm. Thầy cứ cho cái ái kiến sử trước để cho mấy con phá. Rồi cái ái kiến sử mà mấy con chuyển phá được những cái bài của mấy con ở đây nó không có cái lớp này làm được thì cho tăng lên, mà không được thì cứ ở làm cái bài này hoài để xả cho được cái tâm đó đó. Chứ không phải là mình sẽ sơ để bữa cái này hiện ra, cái bữa này nhất định là phải quét cho được cái này hoàn toàn, nó không còn có cái này nữa, đến không được nữa. Với cái tri kiến của mấy con thông suốt như vậy đó, nó không có đến cái sự nó làm cho mấy con phải dao động tâm này lâu lâu mình, bởi vì có nó cái tình cảm mà. Mà cái này nó quá sâu rồi. Khi nào mà con làm xong bốn bài này xong rồi làm nó tới áp dụng thực hành. Rồi cho nên khi mà con tu tứ niệm xứ nó có niệm gì đưa ra rồi làm cái bài đó phải nộp cho thầy nữa đó. Chứ không phải tự cái niệm là tự cái đề tài của con ở trong đầu nó ra cái niệm gì đó con phải làm đưa cho thầy xem nữa. Có thầy đâu đó, có thầy triển khai nhất thiên để mà hóa giải được cái niệm đó, chứ một mình con cũng chưa đủ sức. Thầy biết chưa đủ sức là tại vì mấy con quán chung chung, quán khơ khơ, nó chưa đủ. Còn thầy nó còn thiếu quá thêm, nghĩa là có thể nó một cái niệm khởi ra con có thể tu mấy ngày mà con mới viết được cái bài, hoặc một tuần lễ con mới viết được cái bài cho nó thông suốt được cái niệm mà con khởi ra đó. Còn mấy cái niệm kia chưa nói tới đâu, bây giờ lo cái niệm này cho xong. Cũng như bây giờ nói là đức từ tâm thì con phải làm cho xong đức từ tâm này, chứ không có nói cái chuyện mà bi tâm hỷ tâm gì trong này được hết. Con hiểu chưa? Làm cho xong cái niệm này cho sạch thiệt sạch rồi thì có một cái niệm nào đó làm, còn không có thầy cho một cái niệm, thầy sẽ cho khởi niệm cho mấy con. Còn mấy con có niệm cỡ thì thầy khỏi cho, rồi mấy con làm. Nhưng các con nhớ là khi mà cái niệm của mấy con mà tự khởi ra thì đứa niệm này đứa niệm khác nó rất khó cho thầy. Còn thầy cho chung một cái niệm thì mấy con sẽ tập trung làm cái niệm đó thông suốt, rồi thầy cho chung một cái niệm khác, cứ lần lượt thầy cho nó từng cái đó, mà tất cả những cái niệm trong đầu của các con nó chỉ lanh quanh một cái số niệm đó thầy biết, nó không chạy đâu khỏi mấy cái niệm đó. Thầy cho rồi hết rồi đó, bắt đầu nó những cái niệm tào lao nó không có cần thiết đâu, nó sợ. Mà cái niệm mà nó làm cho tâm con lo lắng phiền não, đó là những cái niệm mà rất sợ, nó là chướng ngại pháp đó, nó là ác pháp. Cho nên phải diệt những cái niệm này hết. Mà diệt những cái niệm này hết thì ba niệm tào lao nó không có tới mấy con đâu, nó không có giỡn chơi mấy con. Cho nên ở trong cái sự tu tập là như vậy đó. Thầy xin thầy trong kinh Di Ma Cập có nói mà chúng sanh bệnh thì Bồ Tát bệnh, thì thầy giải thích câu này thế. Nói chung là chúng sanh bệnh mà Bồ Tát bệnh như gì chúng sanh bệnh, thì cái đó là chuyện của Di Ma Cập rồi. Cái mình đây không có chịu tha thế nhân quả ai được đâu. Đức Phật đã bảo các con tự thắp đuốc lên đi, Đức Phật không có đi với chúng mình. Có cái Bồ Tát Di Ma Cập thì ngon lắm. Thôi bây giờ rồi mấy con. Thầy được con xin cái bút hết rồi. Xin cho bước mới không? Để thầy cho cái bước mới. Thôi bây giờ cho con bước. Cái này còn có tí mực. Nào tí mực con lấy cái này đi.
nói với nhà chú Vàng đó con, để từ từ nói chú Vàng rồi từ từ giải quyết cho, để coi ông có sang được không, rồi bút tập rồi đó thì để thầy dạy cho, còn đang để thầy. Bây giờ thầy đã tiếp. Mấy người tôi không có chữ, tôi không có chữ, mấy người đặt chữ để tôi còn lắm chữ, không có con nói gì.